Ngày 11 tháng 4 vừa qua, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Đồng thời, yêu cầu các công ty, cá nhân hoàn trả hàng tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong vụ án này, hội đồng xét xử tuyên phạt bà Lan mức án tử hình, tội tham ô tài sản. 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt cho 3 tội danh trên là án tử hình. Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên, phong tỏa trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên bộ bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1243 khoản vay còn dư nợ tại SCB. Khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, tù trung thân tội nhận hối lộ, Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó tránh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, 11 năm tù, Phó Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, tù trung thân, Bị cáo Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, lãnh án tù trung thân, Trương Huệ Vân, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan, 17 năm tù, Chu Lập Cơ, trong bị cáo Trương Mỹ Lan, 9 năm tù, những bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù giam. Ngoài ra, Hội đồng xét xử đề nghị C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo bị truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan. Liên quan đến quá trình thu hồi tài sản, kê biên loạt bất động sản, cổ phần trong đại án Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử cũng buộc 6 công ty và 2 cá nhân nộp lại tiền Cụ thể, Bộ Công ty Quốc cường gia lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Lan là hơn 2.800 tỷ đồng. Về số tiền 2.882 tỷ đồng và Quốc cường gia lai xuất phát từ vụ kiện kéo dài nhiều năm giữa Quốc cường gia lai và Công ty cổ phần đầu tư Sunny Island. Vụ kiện cuối cùng đã có phán quyết của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam với những phán quyết có lợi cho Quốc cường gia lai. Tuy phán quyết đã có nhưng câu chuyện chưa kết thúc khi C03 vào cuộc cơ quan điều tra muốn xác định xem dòng tiền có liên quan đến Vạn Thịnh Phát hay không. Và kết quả phán xét hiện tại cho thấy có sự liên quan. Qua ghi nhận, Sunny Island thành lập vào tháng 2 năm 2017, cũng là thời điểm quốc cường Gia Lai có biên bản ký nhớ với đối tác này về dự án Bắc Phước Kiển. Sunny Island có trụ sở chính tại số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ ban đầu 250 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập cũng là ba cổ đông sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập của Sunny Island. Trong số đó, ông Trang Ly sở hữu 10 triệu cổ phần tương ứng với tỷ lệ 40%. Ông Nguyễn Ngọc Hiền và ông Phan Kim Phụng, mỗi người sở hữu 30% vốn cổ phần còn lại. Ông Trang Ly là người Hoa, mang quốc tịch Việt Nam, là tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Với số vốn điều lệ ban đầu khi thành lập chỉ 250 tỷ đồng, Sunny Island đã bắt tay ký kế kết với quốc cường Gia Lai, dự án hàng chục nghìn tỷ đồng như Bắc Phước Kiển. Đến nay, vốn điều lệ của Sunny Island là 2.935 tỷ đồng. Những cổ đông sáng lập ban đầu đã không còn nắm giữ cổ phần tại Sunny Island. Tính đến cuối năm 2017, Sunny Island đã chuyển cho quốc cường Gia Lai 2.882 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân khiến C03 phải vào cuộc điều tra là việc số giấy tờ, hồ sơ pháp lý của dự án Bắc Phước Kiển đã từ BIDV là nơi quốc cường Gia Lai vay vốn trước đó, chuyển sang ngân hàng đã dính nhiều rắc rối từ vụ vạn thịnh phát là SCB. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng buộc công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. Bộ công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo, nộp lại số tiền là 145,2 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SGC để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án buộc bà Mai Ngọc Nga nộp lại số tiền 19,3 tỷ đồng. Bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Buộc công ty cổ phần TNH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại số tiền hơn 6.000 tỷ đồng. Đối với quan hệ thế chấp, bảo đảm liên quan các quyền sử dụng đất của công ty Âu Lạc và công ty Hạ Long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng. Hội đồng xét xử cũng cần tách ra để công ty Tuần Châu và công ty Âu Lạc giải quyết với ngân hàng SCB và các bên liên quan nếu có trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu. Ngoài ra, tại tòa, hội đồng xét xử cũng nêu 8 kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2, cũng như kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 USD để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Về số tiền nêu trên, theo hồ sơ, đây là số tiền được tài xế của bảy Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chờ từ SCB về tầng hầm B1, tòa nhà Sherwood, 127 Pasteur, quận 3, cũng là tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, trong vụ án này, ba người đã qua đời là Nguyễn Phương Hồng, cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Tiến Thành, thành viên hội đồng quản trị SCB và Nguyễn Ngọc Dương, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula. Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản của ba cá nhân nêu trên. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp và ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất, sắp nhập, tái cơ cấu, thanh tra và giám sát đối với các tổ chức tín dụng để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Kiến nghị chính phủ, các bộ ngành có liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhưng vẫn khuyến khích tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của chính phủ đề ra. Kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác kiểm toán. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB. Các kiểm toán viên có liên quan nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định. Bên cạnh đó, kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng, hợp tác, giao kết, giao dịch để xác minh đúng bản chất các giao dịch trên, nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan nếu có để căn cứ xem xét, thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Đồng thời, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản, đảm bảo tại tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi. Cùng với đó, Hội đồng xét xử đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Sau cùng, tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác. Tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhân Trạch, Đồng Nai giao cho C03 Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Trước đó, trong hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Tư pháp tổ chức, qua báo cáo, riêng tài sản cần thu hồi trong vụ án Vạn Thịnh Phát đặc biệt lớn với các bất động sản đa số nằm tại thành phố Hồ Chí Minh và các mã cổ phiếu cổ phần. Theo thống kê, tài sản cần thu hồi trong vụ án Vạn Thịnh Phát gồm khoảng 1.600 bất động sản, 23 mã cổ phiếu, Cổ phần giá trị đặc biệt lớn, đa số bất động sản nằm tại thành phố Hồ Chí Minh. Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các bất động sản này và đang phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an đối chiếu các loại giấy tờ. Bên cạnh đó, số tiền trong vụ án cần thu hồi ước tính là hơn 465.000 tỷ đồng, có 80% tại thành phố Hồ Chí Minh. Số bị hại giai đoạn đầu không nhiều nhưng giai đoạn 2 của vụ án lên đến 36.000 người và có thể tăng. Cụ thể, ở giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu, trái pháp luật từ năm 2018 đến 2020, chiếm đoạt khoảng 30.000 tỷ đồng của hơn 30.000 người dân. Ngoài ra, bà Lan và nhiều bị can còn bị điều tra về tội rửa tiền. Tính pháp lý của các tài sản và dự kiến tình huống xảy ra khi thi hành án cũng được tính đến. Do vậy, đơn vị đã trao đổi với cơ quan điều tra để nắm rõ bản chất dòng tiền, tính chất các tài sản nhằm đảm bảo thu hồi tối đa, nhanh, đúng pháp lý, tránh xảy ra điểm nóng. Tuy vậy, việc thu hồi tài sản đại án Vạn Thịnh Phát được xác định sẽ gặp nhiều khó khăn do các quy định còn trồng chéo. Do đó, cục trưởng thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan sớm sửa đổi pháp luật thi hành án phù hợp thực tiễn, đảm bảo nhanh hiệu quả. Đồng thời, đề xuất Bộ Tư pháp tăng cường nhân sự, biên chế cho thành phố Hồ Chí Minh. Để thi hành án vụ vạn thịnh phát, bởi cục thi hành án dân sự đang rất áp lực